lợi ích cả kẻ còn người mất. Phẩm thứ bảy. Khuyên tu thánh đạo. Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong cõi Diêm Phù, sinh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành, phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu. Còn hoặc khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành, lại lần lần thêm lớn. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lún lút sâu. Những người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức đội dùng đá bớt cho, hoặc là đội dùng hết cả, vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khuyên gắn, làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi bùn lầy đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sinh quen theo thói ác, bắt đầu từ mảy muốn, rồi lần đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sinh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết. Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo, suy tính đến quả báo, thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo. Song nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, cho nên các điều tội ác của người đó thảy đều tiêu sạch. Như sau khi người đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, được sinh lên cõi trời, hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ trên đó, đêm nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời, rồng, tám bộ chúng, người với phi nhân, vân vân, mà có lời khuyên bảo những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề. Ngày lâm chung, kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành. Cũng đừng tế lễ quỷ, thần, cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì giết hại cho đến tế lễ đó, không có một mảy muốn chi lợi ích cho người chết cả. Chỉ có kết thêm tội duyên của người đó, làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó, hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi, đã chứng đặng phần thánh quả, sẽ sinh vào cõi trời, cõi người. Nhưng bị gì lúc lâm chung, hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mắc lấy ương lụy phải đối biện, chậm sinh vào chốn lành. Huống gì là người kia chết, lúc sinh tiền chưa từng làm được chút phước lành, đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị sa đọa vào ác đạo. Hàng thân thuộc đỡ nào để làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn 100 cân. Bỗng gặp kẻ lân cận lại gửi một ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng sợi lông, giọt nước, bằng một hột cát, một mảy bụi nhỏ, thời tất cả chúng sinh đó đều tự mình được lợi ích cả. Trưởng giả Bạch hỏi: Khi ngài Địa Tạng nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sinh hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sinh trong 10 phương. Ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng:
Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề, có chúng sinh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu các công đức cho đến thiết trai cúng dường, làm những phước lành, thời người chết đó có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? Kẻ còn người mất đều được lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sinh trong hiện tại này cùng thuở vị lai sao, nương nơi oai thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sinh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam cùng người nữ nào, lúc sinh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau khi người mạng chung, hàng thân quyến, kẻ lớn, người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi, làm tất cả các việc về thánh đạo, thời trong bảy phần công đức, người chết nhờ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cớ trên đây, nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai, nghe lời nói vừa rồi đó, nên cố gắng mà tu hành, thời đặng hưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn dơ vẫn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày như ngây như điếc, hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Khi thẩm định xong, thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sinh, ở trong 49 ngày, luôn ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Qua khỏi 49 ngày, thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người chết đó, nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong trăm nghìn năm, không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián, thời phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp. Lại vậy nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung, hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó. Thời khi sắm sửa chưa rồi, cùng trong lúc đương làm, chớ có đem nước gạo, lá rau, vân vân đổ giải ra nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó chọn không được mảy phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch, đem dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời trong bảy phần công đức, người chết hưởng được một phần. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sinh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thời những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều đặng lợi ích cả. Lúc Ngài Địa Tạng nói lời này, tại cung trời Đao Lợi có số nghìn muôn ức Na Vô Tha quỷ thần cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện vui mừng dâng lời dạy, làm lễ mà lui ra. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So Ha.